Hi, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì hôm nay Nhân sẽ tiếp tục chơi trò chơi huyền thoại hải tặc, hay còn có tên gọi khác là hải tặc đại chiến anh em nha. Rồi ôi, nói chung là cái trò này Nhân càng chơi càng thấy thích thú với cái trò này các bạn ơi. Nhân sẽ điều khiển những chiến binh hải tặc tốt nha mọi người. Hải tặc nhưng hải tặc là người tốt nha, để đi chiến đấu với những kẻ xấu khác anh em ơi. Yeah, ok các bạn ơi. Rồi các bạn xem nha, nếu thấy thích cái video của Nhân thì các bạn hãy ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh ngay để có thể xem được thật nhiều video mới mà Nhân BB làm gửi tặng cho các bạn xem nha. Ok, không nói linh tinh liên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chơi game huyền thoại hải tặc anh em ơi. Ok, yeah, ok anh em. Bắt đầu, đầu tiên mình phải vào mình mở thư được các bạn ơi, mình có nhiều đồ ngon hệ thống gửi cho mình anh em ơi. Rất nhiều đồ ngon, ui có hai mảnh SS các bạn ơi. Ui hai mảnh tướng SS nha, ngon, 2000 đá lên cấp, rồi ui. Wow, ngon anh em ơi, ok, bây giờ thì mình sẽ vào túi đồ của mình. Và mình sẽ phải chiêu mộ thêm hai vị tướng của SS anh em ơi. Nào, tướng gì đây? Ui, cái gì đây? Thanh niên Sen Goku. Ui ui, Sen Goku chứ phải là Son Goku anh em ơi. Thôi rồi, hệ cũng ngon anh em ơi. Tiếp tục, mảnh tới F tiếp theo. Ui, SS là hệ nhanh nhạy anh em ơi. Gen B, ui trông tên này cũng phải là như kiểu thần đẹp ấy. Nhìn ngầu lòi anh em ơi, nhưng mà rất ngon. Và phát hôm nay nhận được hai vị tướng bậc SS các bạn ơi. Thế là ngon lắm rồi. Thành tiệu anh em ơi, nhận luôn nha. Thành tiệu, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm nhiệm vụ của mình các bạn ơi. Đây sở hữu hai thuyền viên đẳng cấp 40 anh em nha. Ok, rồi vượt qua tháp à. Ok, bây giờ mình sẽ vào nâng cấp tướng của mình lên nha, vì mình có hai tướng SS ngon này các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ phải nâng cấp nha các bạn ơi. Sengoku, mình sẽ nâng cấp cái anh thanh niên Sengoku này lên. Nâng cấp lên, tiếp tục nha. Dùng cái đá cường hóa này để phải nói là đột biến nha. Đấy, để đột phá lên thì chúng ta mới tiếp tục nâng cấp được. Đấy, cứ mỗi một lần đấy 30 đến 40 chúng ta phải mất cái đá đột phá này. Cái đá đột phá này rất là ngon nha, rất là quan trọng các bạn. Phải cố gắng nha, kiếm được thật nhiều đá này nhanh em nha. Rồi nâng cấp lên 50 luôn. Ô, cho hẳn lên max luôn anh em ơi. Lên 60 luôn. Nâng cấp tiếp. Nâng cấp phát lượng. Ôi, hết nhiên liệu các bạn ơi. Nâng cấp thì tới 66 rồi. Thôi ngủ rồi. Thanh niên này cũng mạnh đấy anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lấy đồ của bạn này, gỡ đồ ra. Đây không, gỡ trang bị ra. Mình sẽ bỏ cho thanh niên này anh em ơi. Đó, thanh niên này cũng khá là mạnh đấy. Ôi còn một thanh niên này mà kết ép thế này. Trang bị nhanh cho thanh niên này. Trang bị đồ cho thanh niên này, mấy cái quần đi cho thanh niên đi. Có quần đi mới chơi đi, mặc quần mà chơi được chứ anh em. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ leo tháp anh em ơi. Vượt qua tháp, ai tháp chúng ta sẽ tháp ở đây các bạn. Anh em có thể vào phụ bản đây để này, neo động thần đấy có phải không? Đó, ok, chiến luôn. Giờ mình sẽ bỏ các tướng của Nhân vào đây, toàn tướng mạnh anh em ơi. À, cái tướng này Nhân sẽ để sau. Đấy, rồi cho mấy tướng này lên nha. 21, rồi, đây, cho mấy ông tướng 30 vào. Rồi, ok, tấn công. À, ui, cái tên này tên Hàn Cốt đi. Rồi, ui, đừng đánh mấy con béo này. Mấy con béo này á, trời ơi, không ăn được đâu, đội quân của Nhân quá mạnh rồi. Toán những thanh niên nghe vào sóng ấy, ui. Oh my god, thanh niên này ra một trưởng mà gắt quá anh em ơi. À, quá mạnh luôn. Ui, thanh niên là Sengoku. Anh Sengoku này mạnh quá các bạn ơi. Tiếp tục tầng 1 đã qua, tiếp tục chơi tầng 2 các bạn ơi. Wow, Sengoku còn mạnh hơn cả Asia cả. Wow, Asia này phun đất lửa còn Sengoku nữa. Ấy, bắn ra một cái trưởng kinh dị. Một trưởng phan tem mạng tiêu hết luôn. Oh my chuối, gắt vãi. Wow, tiếp tục chơi anh em nha, tầng 3. Xem nào, ôi dồi ôi, một đấm rồi. À, nào, tiếp tục đi. Ấy, Sengoku bây giờ đang là mạnh nhất đây các bạn nha. Rồi ôi, đừng đùa với anh, xong luôn, dọn dẹp đất nhanh nhẹn luôn. Tầng 4, mình sắp vượt tới cái tầng 5 là hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi anh em ạ. À, đơn giản rồi. Chiến đi nào, chiến nào anh em. Cái tên cầm dìu này, cái tên này trông cơ bắp vậy thôi nhưng mà yếu lắm. Một trưởng của Sengoku này đi luôn. Wow, mạnh thật chứ. Rồi tầng 5, đây, hoàn thành xong cái tầng 5 này thì mình sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ anh em ơi. Ui, đang kia lại cho hai tướng bực ép ngon vãi luôn, đuổi thật đấy. Oh, yes, yes, yes.
Chờ nán đi các anh xem Goku, anh xem Goku. Ui lần này bọn chúng cũng phải chơi các bạn ơi. Xem Goku không tiêu diệt được hết bọn chúng nha. Rồi lần này thì để cho những người đồng đội khác tiêu diệt nha. Rồi sao? Easy game. Rồi hình như là hoàn thành xong được cái nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Đúng không? Chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ đấy, hoàn thành rồi. Được 50 cây đá cường hóa đấy các bạn nha. Ngon. Hoàn thành vượt ải từ 35 đến 40 các bạn ơi. Ok. Ui lại đống tiền vàng để nhận đấy các bạn ơi. Wow, cái game này rất là hay nha. Chúng ta không cần chơi luôn. Trong thời gian chúng ta không chơi nha thì chúng ta vẫn có thể tự động nha. Đấy, những thanh niên này vẫn có thể tự động chơi này. Đấy, chúng ta vào đây chúng ta nhận tiền vàng nha. Đấy, vẫn tự động vượt ải bình thường các bạn ạ. Và đại bây giờ mình sẽ bỏ mấy thanh niên này ra. Bỏ đại từ đầu, anh Sen Goku này mạnh quá. Rồi. Đấy. Ê, ok. Tiếp tục chiến rồi. Chiến và sau đó mình sẽ ra nâng cấp cho một số vị tướng mình. Đấy. Ui dồi. Yeah. Toàn luôn đi cưng. Toàn luôn đi cưng này. Ờ ngầu 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 ngầu. Ngầu với chúng tôi này. Xong. Được cái quần đùi đỏ anh em ơi. Được cái quần đùi đỏ nha. Hay quá. Rồi Luffy vũ rơi mà một hit. Đâu mấy cái đây là cầm pháo này. Ôi tay hắn là xăm hình có bát ná anh em ơi. Rồi mấy cái này chỉ đang vào 16 thôi. Ui giời ơi. Gandakin luôn, đừng có đùa với anh. Được cái áo màu xanh nữa này. Đấy, áo gì đó chúng ta sẽ mặc đồ nha. Mình sẽ làm xong cái nhiệm vụ đây anh em ạ. Rồi mình sẽ ra ngoài trang bị đồ đạc và nâng cấp các thứ mà cái SS của mình lên cho nó khỏe hơn, mạnh hơn anh em nha. Rồi, rồi, rồi. Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui, ui. Nào sao, xong anh em ơi. Tiếp tục, ngon, lại được cái mũ nữa. Vật ải tiếp thôi. À, đang làm nhiệm vụ mệt lắm các bạn ạ. Lami, ui ui, cô làng Lami của chúng ta nhìn xinh quá nha mấy. Rồi, chưa xong có cái tên này. Ui, lần này cái này có cái tên này trông ngắn kiểu máy móc quá nha mấy. Ui giời ơi, máy móc thì cũng chỉ một hit quả thanh niên Sen Goku mà thôi. Ô, xong chưa, hoàn thành nhiệm vụ xong chưa nào. Ui, 39 rồi các bạn ơi. Một phát nữa, ui. Một phát nữa thôi là nhân sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ. Ai, ui, cô nàng Robin Bách Hoa nhìn cũng xinh lắm. À Luffy. Wow, nhìn bộ áo giáp này thấy đẹp. Đẹp trai. À. Để ta ra thành trong cơ mộng này xem thế nào. Là một kẻ mạnh. Oh, dám chiến đấu với nệ Luffy à. Ui hải tặng à. Rồi rồi, Mi Sai nằm ở đấy. Mi Sai nằm ở đấy cưng à. Rồi bây giờ thì Mi chịu thua chưa. À. Hắn cũng khỏe lắm các bạn ơi. Nhưng mà hắn cũng thua trước đội quân hải tặc của nhân thôi. Oh, bây giờ chúng ta đến một map mới, công viên A Long các bạn ơi. À, Lami bậc S này. Từ 5 đến 10 sẽ nhận được Lami bậc S anh em nha. Ok, tí nữa mình sẽ đi sau. Bây giờ mình sẽ ra nhận á. À, nhận được một cái tướng này các bạn ơi. Rồi, 2 triệu hồi Sanji à. Ok, túi đồ. Bây giờ mình sẽ triệu hồi thanh niên Sanji ra. Ok, thanh niên Sanji chỉ là bậc A và 4 sao này các bạn ạ. Nhưng mà thanh niên này cũng mạnh ấy. Đấy, sở hữu thuyền viên cấp 50 như đã sở hữu rồi nha. Thuyền trưởng hãy thử may mắn nha. U, chỗ nào? À, đây có vòng quay may mắn anh em ơi. Ui, vòng quay siêu cấp. Không đủ tiền. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào thử vòng quay may mắn nha. Không biết có được cái thanh niên nào ngon không đi. Quay, quay, quay. Tem, 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 tem. Ui giời, ui, 10k vàng nha em ơi. Thêm một lần nữa. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, sao đẹp vậy? Trời ơi, sao đẹp vậy? Nào, 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 ra một cái áo hay là một cái thanh niên ở đây. Ôi, mũ. Oh yeah, mũ ngon các bạn ơi. Mũ này là mũ vàng rồi, là ngon rồi nha em ơi. Thêm phát nữa thôi, là chúng ta sẽ đi ra ngoài nha. Trang bị cái mũ vào nha. Rồi, được cát vàng nữa, đóng, ok. Ây, trời ơi, cuối cùng này, nhân cũng đỏ đấy các bạn ạ. Thành tiệm nha, ta nhận thành tiệm ra. Ui, được cái quần xanh và cái áo đỏ các bạn ơi, trong đây quần áo toàn chất chơi đấy. Quần xanh đỏ, tím vàng anh em. Ngầu lòi. Ok, đây, 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 mình sẽ vào tướng. Tướng lại, đây, đây, đây. Thanh niên này, thanh niên này, thanh niên cùi. Đây rồi, thanh niên. Đây, thanh niên này. Rồi, bây giờ là mình sẽ trang bị nhanh. À, đồ ngon cho thanh niên mạnh nhất nha các bạn nha. Đấy, ông vậy là quá hạnh phúc nha. Tiếp tục trang bị nhanh cho ACE và cái S này. Tiếp tục trang bị cho anh Zoro này nữa. Ồ, sau đó, ồ, mình tính con này có con yếu thôi. Đây, trang bị nhanh cho anh này nữa. Đấy, cũng được. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cho anh này lên lên cấp 30 rồi. Thế này, anh ấy là gắt gắt là mình sẽ nâng cấp cho anh lên cấp 40 đi. Hay hơn cho lên cấp, cho anh lên cấp 50 cho anh thích luôn. Ok, thanh niên này cấp 50 nha anh em nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ra nhận thư nha mọi người.
nhận thư hệ thống. Ui 125 thôi. À có một số thanh niên kết bạn gửi nhận ra thả tim thôi cũng được nha các bạn nha. Ok. À đây 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 các bạn này. Ở đây nó có một cái gọi là trinh thám, các bạn vào đây. Hay các bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng 40 kim cương. À và 48 mảnh thanh niên ba sao các bạn ơi. Tiếp tục không? Ủy thác thôi, ủy thác rồi, thêm một lần ủy thác. Đây. Cho những thanh niên vào. À, ok. Lại được ui có 8.000 nữa. Tái luôn. À. À giờ đăng nhập chưa? Đăng nhập nhận luôn. Ui, bạn vào thư để nhận thưởng à. Ôi nhận thôi, nhận xong hết rồi. Rồi bây giờ hoàn ảnh. Tiếp tục vượt tháp là từ 6 đến 10 anh em ơi. Tiếp tục vượt tháp thôi, chiến đấu thôi. Ok, đội quân mình giờ siêu mạnh rồi. Ui, đáng ghét tên này à. Thôi được rồi, 5 sao đây. Cũng là tướng 5 sao anh em ơi. Zoro có 4 sao thôi. Rồi rồi, không sao, phải chơi đi. Chơi Zombin Bách Khoa. À, à, với cái tên này. Cái tên này mặc cái áo không giấu các bạn ơi. Chà, trời ơi. À, cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Cái gì Google nhỉ? Xin Google à? Đúng không? Đúng tên. Để mình ra mình xem tên của thanh niên này ra. Mình quên tên mất rồi. Tên hắn không phải là Son Goku đâu. Mà Xin Goku hay sao ấy? Ở giờ. À Sen Goku. Sen Goku. Ok. Ngầu tên ngầu lắm. Sen Goku đấy lại được nhận nhanh em ạ. Sen Goku. Ok. Rồi. Sen Goku. Ok tiếp tục đây. Lami, xin lỗi mọi người, chỉ có nghe Thea Arong. Tôi tới sửa ôi đồ ngốc hay để chúng tôi giúp cô. Mấy cái tên này, mấy cái tên phỉ đầu trông mặt ngựa trông nó xấu. Mấy cái tên này xấu lòi đấy anh em ơi. Xấu vãi luôn đi, buồn luôn đi. Ông. À, xong nha. Tiếp tục vẫn, mấy cái tên đấy nhìn xấu lắm. Xấu như kiểu mấy con ma cấu ấy, anh em ạ. Xấu như củ ấu trên rừng, như dây thừng buộc mũi trâu nhau ấy. Ây, nhưng mà càng ngày một chút càng mạnh hơn các bạn ạ. Mà thôi được rồi, nhân sẽ cố gắng hoàn thành xong cái nhiệm vụ đấy nha. Tiếp tục chiến đấu anh em. Xóa tay thì quần. Thanh niên xóa tay cứ quần ăn ngay một đấm của anh Sen Goku tiêu luôn. Phải xin. Mấy cái tên này kiểu là Aladdin. Ui tên này mặc xấu mãi. Răng bổ chìa một chìa anh em ơi. Không có cửa, bọn chúng không có cửa. Chỉ hai lần bọn chúng đã thua rồi anh em nha. Tiếp tục vượt thêm ải nữa này cho chắc cú đây. Wow. Đăng nhập hàng ngay đấy. À, trời ơi. Anh Sen Goku ơi, anh vậy thì tem bạn làm sao mà chơi được. Anh quá mạnh luôn các bạn ơi. À, ôi hoàn thành vượt tháp các bạn ơi. Chơi vượt tháp chứ không phải là vượt ải. Quên mất mình cứ đi vượt ải anh em ơi. Mình sẽ ra vượt tháp nha các bạn nha. Ok. Nha lậu thần. Đây. Từ bây giờ mình đã chơi tầng 7 rồi. Bây giờ thì mình sẽ vượt lên tới tầng 10 nha anh em nha. Cố lên. Ôi mấy tên cầm pháo này. Bắn đi. Ôi bắn. Ôi ôi. Bắn dám bắn anh Sen Goku. Victory. Rồi tầng 8 rồi. Tiếp tục. Lên tới tầng 10 là hoàn thành xong cái nhiệm vụ này anh em ạ. Xong luôn. Chậm. Một hit. Còn hai tên nữa thôi. Để anh ta xử lý. Xong. Asaya phun lửa tầng 9 các bạn ơi, vẫn là cái tên này. Tiếp tục anh em nhá. Một hit. Bầu trúng trâu hơn được anh em ạ. Trâu hơn đấy. Ui giời, đánh anh xem. Gãi đi cho anh thôi. Sao, ý bạn làm sao, xong, thắng rồi. Ôi, tầng 10, ui, cái tên này tóc xanh à. Nhen lưỡi à, mình nhen lưỡi ra mày dấu ai. Cái tên tóc xanh này, cho mình hết dọa luôn. Anh em nhá. Cho ăn hết dọa luôn, tóc xanh. Ôi, đừng ăn bị gồm rồi. Trông hắn dọa nhìn ghê gớm nhỉ. Hãy xem đây, xem cái khu một trường. Bùm, xong luôn. Chết các ngươi đi. Sao Victory lại được cái quần xanh này anh em ơi. Quần xanh quần đỏ hoàn thành. Với cái mảnh này nữa anh em ơi. Lại ra nhận thư anh em ơi. Thư hệ thống ngon đây, nhận luôn. Rồi quá nhiều đồ ngon anh em ạ. Nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi nha anh em nha. Quá chất chơi người rơi luôn. GG
chiêu mộ không? Bạn chiêu mộ thêm thanh niên không? Chiêu mộ miễn phí, chiêu mộ miễn phí. Có chiêu mộ miễn phí, chiêu mộ. Ôi bậc C, ôi nhìn xấu vãi. À ok các bạn ơi, game này chơi cũng khá là vui và thú vị anh em ạ. Đấy, các bạn có thể tải về và chơi cùng nhân nhá. Ai yeah. Ok các bạn ơi, những video của Nhân BB chơi game Huyền Thoại Hải Tặc xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Xem nếu thấy thích Nhân, nếu thấy thích cái video của Nhân thì các bạn hãy ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh ngay để có thể xem được thật nhiều video mới mà Nhân BB làm để tặng cho các bạn nha. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo của Nhân BB. Ok.